Tiếp theo chúng ta sẽ trao đổi về các cái thao tác cơ bản, thao tác cơ bản với lại công cụ Pitch. Lựa chọn là cái thao tác đầu tiên mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta làm bất cứ thao tác nào đối với các đối tượng ở trong Corel. Tại vì nếu chúng ta không chọn thì chúng ta cũng sẽ không làm được cái gì cả. Thế và công cụ Quick Tool là cái công cụ giúp chúng ta lựa chọn các đối tượng, vừa nãy chúng ta đã nói rồi. Tuy nhiên thì công cụ Quick Tool này nó còn làm được nhiều thứ hơn thế. Đấy, nó sẽ giúp chúng ta transform, chúng ta làm rất là nhiều các thao tác đối với một công cụ duy nhất này thôi. Cái này là cái điểm mà khác biệt tương đối lớn giữa Corel và Illustrator. Illustrator nó phân tách ra rất nhỏ các cái thao tác mà nó có công cụ riêng để làm. Tuy nhiên là nghe thì có thể chuyên nghiệp đấy, nhưng mà nó lại gây tương đối ức chế cho người làm. Tại vì là cứ mỗi một thao tác xong rồi chúng ta lại phải đổi công cụ một lần, nó rất là mất thời gian, nó cắt đứt cái mạch làm việc của chúng ta. Thế nhưng mà đối với Corel thì các bạn có thể làm vô cùng nhiều thứ với lại cái công cụ Quick Tool này. Đầu tiên là chọn này đấy, thì bấm vào là xong đúng không, di chuyển này thì tôi chỉ việc là bấm chọn đối tượng và tôi kéo nó sang vị trí mới, di chuyển và nhân bản đối tượng, vừa nãy chúng ta đã nói rồi, có nghĩa là chúng ta kéo nó sang vị trí mới, sau đó thì từng nhả phím trái mà bấm thêm phím phải một lần là chúng ta sẽ làm sao đấy ạ, nhân bản được thêm một đối tượng ở cái chỗ mà chúng ta nhấp phím phải. Ngoài ra thì các thao tác transform cơ bản chúng ta cũng sẽ có như thế này, các tay nắm điều khiển ở xung quanh cái đối tượng thì nó giúp cho chúng ta có thể thay đổi kích thước của đối tượng bằng cách là bấm vào các tay nắm ở giữa các cạnh, có thể là trái phải hoặc là trên dưới, thì chúng ta có thể là thay đổi kích thước của đối tượng bằng cách là bấm vào cái tay nắm ở hướng của chúng ta cần, sau đó thì chúng ta có thể là tăng hay giảm kích thước bằng cách là di chuyển theo chiều mà chúng ta mong muốn. Thì đấy là thao tác để mà thay đổi cái kích thước của một cạnh nào đó, hoặc là chiều cao hoặc là chiều rộng. Thế còn nếu mà các bạn bấm vào một trong các cái điểm điều khiển ở góc thì các bạn sẽ đồng thời co duỗi được cả hai cái chiều ngang và chiều dọc của cái đối tượng. Và Corel nó cũng lại khác cái Illustrator ở cái điểm này, tức là Illustrator thì nó kéo ở góc thì nó kéo cả hai, nhưng mà nó không đảm bảo cái tỷ lệ, có nghĩa là tôi có thể kéo cạnh này nhiều hơn cạnh kia. Nhưng Corel thì không, Corel thì mặc định là các bạn bấm vào góc này là đương nhiên nó sẽ kéo đều luôn tỷ lệ rồi. Các bạn không cần phải bấm thêm phím Shift nữa, mà cứ thế là bấm vào đây mà kéo thôi. Kích thước thay đổi nhưng mà tỷ lệ giữa hai cạnh không hề thay đổi. Đấy, đấy là cái điểm khác của Corel với lại Illustrator. Thế và thêm một điểm này nữa, nếu như các bạn giữ Shift trong lúc các bạn kéo thì sao? Nếu các bạn kéo ở hông hoặc ở đỉnh hoặc đáy, khi mà các bạn kéo Shift thì nó sẽ là một cái thao tác tương tác, có nghĩa là tôi kéo cạnh bên phải thì cạnh bên trái nó cũng bị tác động theo, tôi tăng thêm thì bên kia cũng tăng thêm đúng như thế nhưng theo chiều ngược lại, tôi giảm thì chiều bên kia cũng giảm như thế theo chiều ngược lại, tham số luôn bằng nhau nhưng chiều thì nó nghịch nhau. Đây, trên dưới cũng vậy, tăng này giảm này thì tôi kéo một chiều, chiều kia nó sẽ theo. Thế còn nếu như mà tôi giữ Shift mà kéo ở góc thì sao? Tôi giữ Shift kéo ở góc thì thay vì là kéo theo một chiều, theo cái chiều mình kéo, thì nó sẽ co kéo theo tâm. Đấy, co kéo theo tâm. Tất nhiên là chiều này tăng hay giảm thì chiều kia cũng tăng hay giảm, và lúc này nó thành thao tác co kéo xuyên tâm. Đấy là thao tác transform cơ bản nhé. Tiếp nữa chúng ta sẽ có một cái thao tác là thao tác quay này, kéo xiên này, lật đối tượng này. Đấy là những thao tác chúng ta có thể làm được với công cụ Quick Tool này. Đầu tiên là quay. Quay thì sao? Khi tôi chọn một đối tượng thì có 8 tay nắm điều khiển bao xung quanh. Bây giờ nếu như tôi bấm thêm một lần nữa vào cái đối tượng đã được chọn rồi thì sẽ có một sự thay đổi. Đó là các tay nắm điều khiển hình vuông màu đen được chuyển hết thành mũi tên hai chiều. Chúng ta sẽ có các cái mũi tên ở góc dành cho việc quay, và cái dấu X, cái tâm của đối tượng lúc này sẽ biến chuyển thành tâm quay bằng cách là đưa trỏ chuột vào
một trong các cái mũi tên hai chiều góc, các bạn nhấp giữ và các bạn quay, thì lúc này đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo cái điều khiển của chúng ta. Và tất nhiên là cái góc quay bao nhiêu nó sẽ được thể hiện ở trên cái ô trên này. Đấy. Và tâm quay là một thứ mà chúng ta không cần phải thiết lập. Đó. Mặc nhiên là khi tôi bấm vào một đối tượng được chọn, bấm thêm lần nữa thì cái tâm quay nó tự động nó chuyển đổi từ cái tâm của đối tượng thôi. Tuy nhiên cái tâm này là cái thứ mà các bạn có thể dịch chuyển được, chứ không phải là cố định một chỗ. Các bạn đưa trỏ chuột vào cái tâm này, nhấp giữ chuột trái và các bạn kéo tới vị trí mới, nhả chuột ra thì đối tượng sẽ được thiết lập tâm quay mới, và lúc này các bạn sẽ thấy nó theo cái tâm tôi vừa mới thiết lập. Và cũng không nhất thiết là nó phải nằm ở trong đối tượng, các bạn có thể kéo nó ra ngoài đối tượng cũng được, cứ kéo thả đến đâu thì là tâm quay của đối tượng sẽ được xác lập đến đó. Và bây giờ các bạn lại thấy đối tượng đang quay theo một cái tâm mà nằm bên ngoài của đối tượng. Thế đấy là thao tác quay đối tượng. Bây giờ tiếp tới là thao tác kéo xiên, hay là chúng ta gọi là skew. Đó. Thế đây, những cái tay nắm điều khiển hai chiều nằm ở giữa các cạnh của đối tượng thì nó sẽ giúp chúng ta kéo xiên đối tượng. Thao tác rất đơn giản, trỏ chuột vào cho tới khi nào mà hình con chuột của chúng ta thành mũi tên hai chiều thế này, nhấp giữ chuột kéo sang phải, kéo sang trái, hoặc là kéo lên trên, kéo xuống dưới theo cái hướng mà chúng ta muốn, thì đối tượng của chúng ta sẽ được xô xiên đi theo cái tay kéo của chúng ta. Thế đấy là thao tác là kéo xiên. Bây giờ tới một thao tác nữa gọi là thao tác lật. Lật đối tượng thì lật như thế nào? Lật đối tượng chúng ta làm như sau: nhấp chọn đối tượng, sau đó các bạn bấm vào một trong các tay nắm điều khiển nằm ở giữa cạnh, sau đó thì nhấp giữ chuột và các bạn kéo xuyên qua đối tượng sang phía bên kia thì các bạn sẽ lật được đối tượng. Ở đây thì cái thao tác này nó khác với lại lật bằng lệnh hỗ trợ ở trên Thanh Property nhé. Đây, đây là lật trái phải này, còn đây là lật trên dưới này. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý thế này, phép lật này thì lật rất dễ nhưng mà nó lại không bảo toàn về mặt diện tích cũng như hình hài của đối tượng, tại vì là lật nhưng mà nó không giữ được cái gốc đâu. Do đó nếu mà muốn lật mà chuẩn đấy, lật sang mà diện tích không thay đổi, tỷ lệ không thay đổi, thì các bạn nhấn giữ thêm phím Ctrl cho tôi trong lúc lật, thì lúc này nó lật sang nó đảm bảo rằng là cái kích thước gốc bao nhiêu, cái tỷ lệ hình hài như thế nào thì nó sẽ giữ nguyên như thế. Và bây giờ chúng ta so sánh một chút giữa cái phương pháp lật thủ công bằng chuột như thế này với lại phương pháp là lập bằng hỗ trợ ở trên Thanh Property. Chúng ta sẽ kéo thử một cái đường gióng nhé, bằng cách là chúng ta bấm lên thước và chúng ta kéo các đường để chúng ta biết là cái giới hạn cái đối tượng này nó nằm ở trong khu vực như thế nào. Đấy, thì chúng ta có các đường gióng, đường gài đây, và bây giờ tôi mới chọn đối tượng. Chúng ta thử lật bằng lệnh và chúng ta thử lật bằng thủ công xem nó khác nhau như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đây, tôi cũng xác nhận luôn cả cái tâm của đối tượng. Đó. Bây giờ nhá, bấm chọn đối tượng này. Ở trên này các bạn có hai cái phím lệnh để mà hỗ trợ chúng ta lật trên dưới hoặc là trái phải. Đây là phím lật gì đây ạ? Trái phải. Bấm này, bấm này, thì đây là đối tượng được lật. Nhưng mà các bạn có thấy nó chạy ra khỏi cái đường gióng của tôi không ạ? Không, đúng không? Không hề chạy ra khỏi đường gióng, nó lật ở trong phạm vi đó thôi. Còn nếu mà chúng ta lật thủ công thì Ctrl này và lật này thì nó lật ra ngoài, có nghĩa là nó lấy một cạnh đối diện để nó làm cái tâm lật, cái trục để lật. Như vậy là nó chạy ra khỏi cái vị trí gốc. Thế còn chúng ta mà làm ở trong gì đây, chúng ta làm ở trong cái phím lệnh này thì nó không đổi chỗ, nó chỉ lật qua gì đây, nó lật qua cái chuyện trục trung tâm này này. Đấy, đấy là vừa nãy là trên dưới đúng không, trái phải, còn đây trên dưới này. Đấy, trên dưới thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vẫn chạy ở trong cái phạm vi gốc của nó thôi, không chạy ra ngoài. Thế đấy là cái điểm mà nó hơi khác biệt một tí giữa cái
giữa cái thao tác luật bằng lệnh và luật bằng thủ công. Và trong các cái thao tác mà chúng ta vừa mới nói là cái thao tác quay và thao tác kéo xiên thì có một thứ này các bạn cũng cần phải lưu ý giúp tôi. Ví dụ như là quay. Bình thường chúng ta quay thì chúng ta cứ thế quay thôi, đúng không? Và chúng ta cũng không biết là nó quay bao nhiêu, bằng cách là để ý lên trên cái trường angle rotation này thì chúng ta cũng áng đáng chúng ta biết được là nó quay bao nhiêu độ. Tuy nhiên trong một vài trường hợp mà các bạn muốn quay một cách cưỡng bức, tức là chính xác bao nhiêu độ đó, thì các bạn sẽ lại làm việc với phím control. Khi các bạn nhấn giữ phím control và các bạn quay thì mỗi một bước quay như thế này nó sẽ ép cái đối tượng của chúng ta quay là 15 độ. Nếu tôi cứ cố kéo nữa thì sao? Nó sẽ nhảy sang bước thứ hai là 30 độ, đúng không? Kéo nữa thì sẽ đến 45 độ, vân vân. Đấy là quay. Còn kéo xiên cũng vậy. Nếu như mà tôi giữ phím control mà tôi kéo xiên thì nó cũng sẽ cho phép chúng ta là xiên 15 độ 1, 15 độ 1. Đấy. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta quay hoặc là kéo xiên. Đấy mà cần theo một bước nào đó thì chúng ta sẽ thiết lập như vậy. Thế còn nếu mà các bạn bảo tôi không muốn quay theo góc 15 độ mà tôi cần một cái góc khác thì sao? Ví dụ 5 độ, 7 độ thôi, có làm được hay không? Thì lúc này chúng ta sẽ phải có cái thao tác như sau. Các bạn lại nhấn cho tôi cái phím Ctrl G để các bạn gọi cái thao tác điều chỉnh ở đây. Các bạn vào trong phần Workspace và tìm tới cái mục Edit ở phía bên trái. Đây này, có cái trường này gọi là trường Constraint Angle này. Thì các bạn sẽ thấy là có một con số có thể điền vào đây. Đấy, mặc định của chương trình nó sẽ là để góc chuẩn cho chúng ta là 15 độ. Còn nếu các bạn muốn bao nhiêu độ thì các bạn gõ vào đây. Các bạn cho tôi một cái con số, ví dụ 5 độ hay 7 độ. Thì lúc này các bạn quay hoặc là các bạn kéo xiên mà nhấn giữ phím Control thì kiểu gì nó cũng sẽ chia cho các bạn là gì đây, 5 độ 1 hay 7 độ 1 theo cái thiết lập của chúng ta. Tuy nhiên là những cái thao tác mà chúng ta cá nhân hóa như thế này thì nếu mà làm xong phục vụ một yêu cầu cụ thể mà làm xong thì tốt nhất các bạn nên Ctrl G các bạn trả lại cho tôi về cái tham số gốc của nó là 15. Nếu không thì đến hôm sau mà chúng ta cứ chắc mẩm ở trong đầu là cứ giữ Ctrl mà quay 15 đấy là nó sai đấy nhá. Đấy thì phải lưu ý cái đấy cho chúng tôi một chút. Thế mà nhân đây chúng ta cũng nói luôn về cái đường gióng này. Đường gióng này là đường gióng để giúp chúng ta có thể định vị được các đối tượng ở trong cái bản thiết kế của mình. Và thao tác thì các bạn vừa thấy rồi đấy, rất là đơn giản, các bạn chỉ việc là bấm vào thước và các bạn giữ chuột, các bạn kéo ra các đường gióng như thế này. Thế bây giờ tôi không cần đường gióng nữa thì có xóa nó đi hay là ẩn nó đi được không? Thì xóa cũng được và ẩn cũng được. Nếu mà ẩn thì chúng ta vào đây, chúng ta vào view và chúng ta vào phần guide này. Đó, các bạn có thể ở đây guideline đây, các bạn có thể tạm thời tắt nó đi bằng cách là vào view và guideline, đánh dấu nó lần nữa thì nó hiện lên. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái dấu tích về ở đây bằng cách bấm vào nó thì nó sẽ giấu cái đường guide này đi. Giấu không có nghĩa là mất nhé. Còn muốn xóa hẳn thì đây chúng ta sẽ lại phải vào guideline này. Các bạn có mấy cách như thế này, nếu mà chọn lần lượt từng cái thì các bạn cũng sẽ thấy ở đây màu mè nó có sự khác nhau, đúng không? Hầu hết các đường đều là màu xanh nhưng trong đó có một đường màu đỏ. Đường màu đỏ là sao? Đường màu đỏ là đường đó tôi đang chọn. Đó. Các bạn chọn cái gì thì các bạn bấm vào nó đổi thành màu đỏ, rồi tôi nhấn delete ở trên bàn phím là tôi xóa được cái đường gai nó đi. Còn muốn mà xóa một hơi hết sạch luôn, không phải chọn nhiều, thì chúng ta làm như thế này. Vào trong edit, vào Select All và các bạn chọn cái tùy chọn thứ ba guideline này cho tôi. Thì lúc đấy các bạn bấm một cái thì nó sẽ tô đỏ tất cả các cái đường gai này. Và lúc này chúng ta chỉ cần nhấn Delete một lần thôi, nó sẽ xóa sạch sẽ toàn bộ các gai này đi cho chúng ta. Đấy. Thế mà chưa hết đâu. Đường gai này các bạn cũng có thể nhân bản. Đây, ví dụ tôi kéo một đường xuống đây. Đó, thay vì là các bạn lại kéo thêm một đường nữa từ trên thước xuống thì các bạn có thể là túm vào cái đường gai này, các bạn kéo tới vị trí mới cho tôi.
Và ở vị trí mới này lại chuột phải một cái, nó nhân bản giống hệt như là một đối tượng mà chúng ta vẽ, thì nó sẽ tự động nhân bản một gai cho tôi. Gai dọc cũng thế, gai ngang cũng thế. Đây, kéo vào này, một gai này. Bây giờ tôi không kéo thêm mới nữa mà tôi nhân bản luôn từ cái đang có này, bấm vào đây và kéo sang vị trí mới, chuột phải một cái, lập tức tôi sẽ nhân bản thêm được một gai. Đến đây hết vai trò chưa? Chưa, vẫn còn một võ nữa, đó là kể cả đường gai chúng ta cũng có thể xoay được. Đây, nó làm rất là giống đối với các đối tượng bình thường. Chọn một lần thì gai biến thành màu đỏ, chọn thêm một lần nữa thì nó sẽ xuất hiện gì đây? Tâm quay và cái mũi tên để quay. Các bạn bấm vào mũi tên này và các bạn xoay. Đây, gai của chúng ta bắt đầu chéo chéo rồi. Và như thế là các bạn có thể thiết lập một cái đường dẫn theo góc chéo luôn. Cái này là cái tuyệt đối là nó lợi hại hơn thằng Illustrator. Illustrator và họ nhà lúc không có cái đường gai đường dòng chéo như thế này. Đấy, Corel thì làm được. Ví dụ như là chúng ta có một cái hình nào đó mà đã chéo chéo sẵn rồi đấy, mà bây giờ chúng ta muốn là gióng những cái đường gióng đó để chúng ta vẽ, chúng ta áp thêm các cái đối tượng mới vào theo cái góc chéo đó, thì bằng cách là chúng ta xoay cái đường gai này. Đây nhá, ví dụ tôi kéo ra đây, đây là cái đường chéo rồi đúng không? Đấy, và tôi sẽ xử lý bằng cách là tôi bấm vào đây. Đấy, tôi di dịch một tí, ví dụ tôi di dịch đến điểm này để tôi chuyển cái tâm quay đến đây. Tôi xoay làm sao cho nó khớp vào với cái đường chéo của cái của đối tượng sẵn có này rồi. Và bây giờ tôi muốn làm thêm các đường gai khác thì rất là đơn giản, tôi chỉ việc kéo thế này thôi. Đấy, nhân bản thì tất cả các cái hướng mà vẽ sau này tôi có thể là có được một góc chéo luôn. Đấy, cái này thì ai lúc chơi tôi khóc luôn, không có. Đấy, tất nhiên là ở đây thì chúng ta đang học Corel cho nên chúng ta cũng nói rõ luôn là những cái gì mà nó dở hơn hay là tốt hơn so với Illustrator, không phải là để chúng ta khen Corel là hay hơn, mà rõ ràng chúng ta có so sánh một chút để sau này khi mà chúng ta đụng tới chương trình chúng ta biết luôn. Thế và như thế là chúng ta biết thêm được một cái vấn đề về về cái đường gai. Đến đây thì chúng ta cũng trao đổi thêm một chút về cái thao tác gọi là thu phóng. Tại vì trong cái quá trình mà làm việc thì chúng ta luôn luôn có cái nhu cầu zoom kỹ lên để chúng ta quan sát một cái đối tượng nào đó, hay là chúng ta quan sát tổng thể. Thì cái hệ view của Corel thì nó hơi đặc biệt một tí, nó khác với họ nhà đúc. Chúng ta sẽ có mấy phím như thế này. Nếu mà dùng công cụ đơn thuần thì các bạn sẽ có cái công cụ kính lúp ở đây, công cụ zoom tool, các bạn gọi bằng phím Z nhá. Và khi các bạn bấm vào đây, nó sẽ hiện ra cho tôi cái kính lúp như thế này. Các bạn kích vào khu vực nào thì khu vực đó sẽ lấy làm tâm và phóng lớn lên. Phóng lớn ở đây xin nhắc lại là phóng lớn về trường nhìn thôi nhá, chứ không phải là về kích thước vật lý nhá. Nó rất giống như là chúng ta quan sát một cái đối tượng nào đó qua ống nhòm ấy, chúng ta sẽ thấy đối tượng nó to lên và gần vào chúng ta, nhưng mà thực ra đối tượng đó không gần một tí nào thêm và cũng không to lên một tí nào, nó chỉ mượn một cái môi trường để nó tạo một cái hiển thị khác thôi. Thì cái này cũng thế. Thế còn mà chúng ta mà thu lại thì sao? Thu lại thì lúc này các bạn phải nhìn lên trên thanh property. Khi chúng ta chọn công cụ thì nó sẽ hiện một số các tùy chọn thế này, chuyển sang công cụ zoom out, thu nhỏ thì đây, thì đây thì bấm này, cứ bấm vào cái này thôi thì nó sẽ thu nhỏ. Còn nếu mà bình thường thì nó sẽ mặc định là gì đây, phóng lớn. Thì có hai cách nhá, một là các bạn bấm vào một cái khu vực nào đó thì khu vực đó sẽ lấy làm tâm và phóng lớn ký màn hình lên. Còn nếu mà các bạn làm sao đây ạ, các bạn mà vẽ một cái vùng chọn đấy nhá, lưu ý vẽ vùng chọn này, bấm chuột này, đừng nhả chuột ra và vẽ một cái vùng chọn bao quanh cái đối tượng mà các bạn muốn quan sát, thì cái đối tượng đó sẽ được phóng kín lên như thế này, phóng lớn lên như thế này. Và chúng ta còn có thêm một cái tùy chọn nữa là tùy chọn zoom to on object. Cái này tương ứng với việc là nó sẽ phóng to hoặc là thu nhỏ lại để làm sao nó cho chúng ta nhìn thấy hết toàn bộ các đối tượng hiện có trên tài liệu.
Ví dụ đây, tôi có rất là nhiều các đối tượng nằm rải rác khắp nơi, đúng không? Đây một cái này, đây một cái, đây một cái, đây một cái. Tôi có thể phóng lớn lên, tôi xem một cái khu vực nào đó, và bây giờ tôi muốn là xem toàn bộ các đối tượng đang có trên màn hình, thì tôi có thể là gì đây ạ? Zoom to on object, tôi bấm vào đây thì nó sẽ hoặc thu hoặc phóng màn hình để cho tôi nhìn thấy hiện tại trên cái tài liệu này có bao nhiêu đối tượng, và chắc chắn tôi bấm thế này là tôi sẽ quan sát được tất cả các đối tượng đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái tùy chọn nữa là tùy chọn zoom to selected, tức là zoom để nhìn thấy một đối tượng đang được chọn. Đây các bạn để ý, một đối tượng đang được chọn nhé, ví dụ lấy đối tượng màu đỏ đi. Bây giờ tôi bấm vào đây và tôi có một cái tùy chọn là gì đấy ạ? Zoom to selected. Thì tôi bấm lệnh này một cái là lập tức cái đối tượng mà đang được chọn đó nó sẽ được zoom lên kín một màn hình để tôi quan sát trực tiếp vào cái đối tượng đó. Đấy. À, chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn này nữa. Zoom to page. Bấm vào đây thì bất kể đang ở đâu nó sẽ quay về đúng cái khu vực gì đấy ạ? Trang giấy làm việc này để cho chúng ta quan sát trang giấy. Nếu mà bấm vào tiếp cái này thì nó sẽ phóng cho chúng ta thấy được gì đây, toàn bộ cái chiều ngang của trang giấy. Bấm thế này thì cho chúng ta nhìn thấy được toàn bộ chiều đứng của trang giấy. Thế còn phím tắt thì sao? Phím tắt thì có mấy phím như thế này. F2 thì nó sẽ gọi công cụ gì đây, Zoom cộng để cho chúng ta làm việc. Đấy. F3 thì chỉ cần là gì đây, bấm vào là lập tức nó tự động nó thu lại còn một nửa, cứ mỗi một lần thì nó lại thu lại còn nhỏ một nửa. F4 là cái gì? F4 là cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ tất cả các đối tượng ở trên trang giấy. Shift F4 thì cho chúng ta nhìn thấy gì đây, cái trang giấy làm việc đó. Thế còn Shift F2 là chọn cái đối tượng, phóng lớn cái đối tượng đang được chọn. Đây, Shift F2. Tất nhiên là các bạn có thể bấm được, có thể không, lại tùy vào từng máy, đúng không? Có một số máy mà sách tay ấy, là các bạn phải bấm thêm function nữa thì nó mới nhận được lệnh. Thì phải kèm thêm function F2 hoặc là function Shift F2 hay là function F4. Và ngoài ra còn có một cái rất đặc biệt, đó là cái F9 hay là function F9. Thì lúc này tôi bấm function F9 hoặc là F9 thì nó sẽ bỏ hết tất cả gì đây ạ? Nó sẽ bỏ hết tất cả các giao diện khác đi và nó phóng lớn lên cho chúng ta nhìn thấy cái đối tượng mà đang được chọn hoặc là đấy. Lúc này nó sẽ loại bỏ các thành phần khác, làm việc khác của chương trình đi để cho chúng ta có thể tập trung và chúng ta quan sát cái trang giấy làm việc thôi. Và nhấn F9 lần nữa thì nó lại quay trở về cái trang giấy làm việc bình thường. Đấy. Thế ở đây thì chúng ta cũng biết thêm một cái vấn đề như thế này nữa này, là phóng to lên thì nó có thể quan sát rõ một phần nào đó của bản vẽ, nhưng đồng thời lại có một phần nào đó chúng ta không quan sát được. Thì để mà dịch chuyển để xem các phần đang bị khuất lấp thì chúng ta sẽ có công cụ như thế này. Sau công cụ zoom với phím tắt là Z thì chúng ta có công cụ pan đó, thì là hình bàn tay. Bấm vào cái này thì các bạn có thể là gì đấy, dịch chuyển để xem các phần khác đang bị khuất lấp của màn hình. Tuy nhiên là dùng cái công cụ này cũng được, hoặc các bạn có thêm một cái phương pháp khác như sau, đó là các bạn nhấn phím N cho tôi nhé. Các bạn nhấn phím N trên bàn phím thì nó sẽ cho phép chúng ta quan sát một cái hình thu nhỏ như này. Nó sẽ hiển thị cho chúng ta đầy đủ tất cả các đối tượng hiện có ở trên cái bản vẽ. Nhớ là bản vẽ chứ không phải là trang giấy nhé. Bản vẽ có thể là bao gồm cả trang giấy và các phần xung quanh. Và các bạn muốn dịch, các bạn xem phần nào thì các bạn trên cái mô hình thu nhỏ này, các bạn bấm vào cho tôi một cái di dịch. Đây, N, quan sát lại. Ví dụ tôi không thích xem màu đỏ, đây, dịch sang màu đỏ này. Tôi tìm cái chỗ màu vàng này, đây, như thế này. Đấy, dịch đến nơi tôi cần thì kích chuột một cái thì nó sẽ kết thúc. Hoặc là các bạn có thể làm thao tác không bấm phím N thì các bạn di chuột về đây cho tôi. Đây này,
cái scroll dọc và cái scroll ngang ở đây. Thì ở giao giữa cái scroll dọc và ngang, các bạn nhìn thấy có một cái hình kính lúp nhỏ này. Các bạn kích chuột vào đây thì cũng mở ra cái cửa sổ tương tự như thế. Và bằng cách di chuyển ở đây, các bạn có thể dịch sang cái phần khác mà các bạn thấy đang bị khuất lấp để các bạn xem. Đấy. Thì đấy là để dịch chuyển nhé. Và các bạn còn có thêm một cái thao tác này nữa. Cái thao tác này thì được bổ sung ở phiên bản X7. Từ phiên bản X6 xuống là không có nhé. Đó là thao tác Ctrl cộng và Ctrl trừ, là để zoom lớn hoặc là thu nhỏ bản vẽ nhé. Nhưng mà nhớ là chỉ X7 thôi nhé. X7 và sau này sẽ là X8, X9, X10 gì đó. Thì còn X6 là không có cái lệnh này. Tất nhiên các bạn có thể gán được không? Các bạn gán được, như vừa nãy các bạn đã hỏi tôi là cái cách gán phím tắt ấy. Các bạn có quyền gán cái phím đó nếu như các bạn cũng thích cái thao tác này cho các phiên bản thấp hơn. Thì các bạn vào cái phần Ctrl G tìm tới cái phần Customize đấy và các bạn gán phím tắt cho cái lệnh đó thì cũng được. Đấy, nhưng mà cái đó thì phải gán. Còn X7 này thì nó hỗ trợ các bạn luôn ở trong bộ lệnh rồi. Các bạn ấn Ctrl cộng, Ctrl trừ là các bạn có quyền là phóng lớn hay thu nhỏ cái trường nhìn. Ngoài ra còn có thêm một thao tác này nữa này. Đó là sử dụng chuột. Sử dụng chuột thì sao? Đây, quan sát. Bây giờ tôi lăn chuột về phía trước, đi chuột về phía trước thì sao? Phóng lớn này. Tôi kéo đi chuột về phía mình thì là thu nhỏ này. Đây là zoom in, zoom out này. Nhá. Thế còn sang trái sang phải có được không? Đây, tôi nhấn Alt này và kéo chuột này lên trên hay xuống dưới thì là tôi đang dịch lên trên hay xuống dưới. Còn trái phải thì tôi nhấn Ctrl. Này, trái phải thì tôi nhấn Ctrl và lăn đi để tôi dịch sang trái hay dịch sang phải. Alt là tiến lên trên hay xuống dưới. Đấy, còn nếu không ấn phím nào cả mà lăn đi về phía trước thì là phóng to, thu về phía mình, lăn về phía mình là thu nhỏ. Đấy thì có một số các thao tác đó các bạn cần phải nắm được, tại vì là trong quá trình làm việc chắc chắn là cái thao tác gọi là phóng lớn, thu nhỏ hay dịch chuyển trường nhìn là cái thao tác chúng ta phải làm rất nhiều. Và tốt nhất thì nhớ phím tắt hoặc là thao tác trên chuột, chứ còn là sử dụng ở trong này thì tôi nghĩ rằng là không nên sử dụng nó, tại vì là rất mất thời giờ trong cái việc chuyển đổi công cụ. Đấy. Thì các bạn đừng dùng cái zoom ở đây, đừng dùng cái pan ở đây, mà sử dụng thao tác lăn đi trên chuột thôi nhé.